Video này gửi tặng đến các bạn mới bắt đầu kinh doanh online và các bạn đang kinh doanh trong những cái mặt hàng mà các bạn đang có, các bạn đang sở hữu nó chứ không phải là những mặt hàng mà khách hàng đang cần. Có thể bạn đã nghe thấy câu nói này: lựa chọn thì quan trọng hơn nỗ lực, đúng không nào? Lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Thì rất nhiều bạn mới gặp phải tình trạng đó là gì? Các bạn đã lựa chọn sai và các bạn nỗ lực để đi giải quyết một bài toán sai. Ví dụ như thế nào, cụ thể như thế nào? Thì thời gian gần đây, một số bạn mới, đặc biệt là các bạn nữ mới bắt đầu tham gia vào kinh doanh online, các bạn thường lựa chọn cho mình những sản phẩm đó là mặt hàng thời trang, quần áo nữ, nhưng các bạn lại đi vào cái thị trường đang có cạnh tranh rất là nhiều, biên độ lợi nhuận ở đây vô cùng nhỏ, vô cùng thấp. Một đơn hàng các bạn chỉ lãi được khoảng 10.000, 20.000. Nó dẫn đến cái việc là các bạn không còn lợi thế cạnh tranh. Câu hỏi đặt ra đây là gì? Tại sao một người một ngày có 24 giờ và tại sao một người lại lựa chọn bán một cái sản phẩm có lợi nhuận 500.000, 1 triệu đồng? Trong khi đó, bạn lại lựa chọn bán cái sản phẩm chỉ có lợi nhuận 50.000 đồng. Chúng ta mất cùng một thời gian, chúng ta mất cùng một năng lực, cùng một năng lượng, cùng một công suất, cùng một tư duy, cùng một chất xám để làm gì? Để bán được một đơn hàng. Vậy tại sao bạn không lựa chọn bạn bán một đơn hàng 500.000, 1 triệu đồng mà bạn lại lựa chọn bạn bán một đơn hàng 50.000? Giả sử mình lựa chọn một đơn hàng bán 500.000 thì khi mình bán được một đơn hàng 500.000 thì bằng các bạn bán bao nhiêu đơn hàng 50.000 ở đây? Tất nhiên khi chúng ta bán một đơn hàng 50.000, câu hỏi đặt ra trong đầu các bạn, tư duy trong đầu các bạn luôn luôn đó là chắc chắn bán cái sản phẩm cao, giá cao sẽ khó bán hơn, và khi mình bán sản phẩm giá rẻ thì sẽ bán được nhiều hàng hơn. Câu chuyện đây là các bạn đang bị sai ở một cái, đó là các bạn sai ở cái mục tiêu của mình. Các bạn cần nhiều đơn hay các bạn cần lợi nhuận? Các bạn muốn bán 10 đơn hàng với lợi nhuận chỉ có 10.000 đồng là 100, bán được 10 đơn các bạn có 100.000, hay các bạn muốn bán một đơn hàng mà lợi nhuận nó là 500.000? Các bạn lựa chọn xem, các bạn thử hiểu mà xem, đúng không nào? Và thay vì mình dành thời gian, mình dành chi phí cho 10 người thì các bạn dồn hết toàn bộ thời gian và chi phí đó vào cho một người thôi thì các bạn sẽ có tiền, đơn giản vậy thôi. Khi các bạn dành thời gian của mình vào việc kiếm tiền và lựa chọn đúng cái phân khúc khách hàng của mình để giúp cho mình bán được một đơn hàng và có lợi nhuận cao nhất thì bạn sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi. Khi bạn lựa chọn đúng thì cái việc làm quảng cáo, kinh doanh của bạn nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Bạn lỗ lực để bán đi thật nhiều đơn hàng nhưng bạn vẫn không có tiền. Và khi bạn bán được hàng rồi thì tiền nó vẫn không về, và thậm chí bạn còn tiêu âm vào vốn. Và cuối ngày bạn thấy bạn bán rất được nhiều đơn, 50 đơn, 100 đơn, nhưng chi phí quảng cáo, chi phí nhập hàng, chi phí giao vận, chi phí vận hành, tất tần tật các loại chi phí đó vào thì bạn lại lỗ rất là nặng, đúng không nào? Bạn thử xem thì tại sao lại có cái video này. Thì nếu như bạn đang kinh doanh online, bạn mới bắt đầu kinh doanh online thì bạn hãy nhớ cho mình một điều, đó là không quan trọng bạn bán sản phẩm gì mà quan trọng bạn bán cho đối tượng nào, đối tượng giàu, đối tượng trung bình hay đối tượng nghèo là thứ nhất. Cái thứ hai là khi bạn xác định được bạn bán cho đối tượng giàu rồi, trung bình rồi, nghèo rồi thì bạn phải nhớ kỹ cái thứ hai, đó là gì ạ? Mục tiêu tài chính của bạn là gì? Và đối tượng khách hàng này đang có nhu cầu về cái gì? Khách hàng đang có nhu cầu về cái gì? Và các bạn xem rằng cái nhu cầu đấy có đáp ứng được mục tiêu tài chính của các bạn hay không? Mình lấy ví dụ, khách hàng giàu có nhu cầu về quần áo thời trang cao cấp, khách hàng trung bình cũng
cần có nhu cầu về quần áo thời trang nhưng mà là ở trung cấp, những cái mặt hàng xách tay, những cái mặt hàng high end đúng không nào, và khách hàng nghèo thì họ cũng có nhu cầu về quần áo thời trang nhưng mà càng rẻ càng tốt. Thì ở đây ok, mình có thể đáp ứng cả ba nhu cầu đấy, nhưng nhu cầu ở đối tượng khách hàng nào sẽ mang lại cho mình cái lợi nhuận như mình mong muốn. Giả sử các bạn muốn có thu nhập 50 triệu một tháng thì các bạn cần phải bán bao nhiêu đơn hàng cho đối tượng khách hàng giàu, khách hàng nghèo và khách hàng trung bình để thu được 50 triệu lợi nhuận. Tất nhiên rồi, khi bạn lựa chọn đối tượng khách hàng giàu thì có thể bạn chỉ cần bán một đơn hoặc 50 đơn. Nhưng khi bạn lựa chọn đối tượng khách hàng nghèo, giá rẻ, lợi nhuận thấp thì bạn có thể bán đến 5.000 đơn, thậm chí 50.000 đơn. Thì chính từ cái con số đấy nó đã nói lên một điều, đó là thứ nhất, bạn sẽ mất nhiều công sức hơn. Thứ hai, bạn sẽ mất nhiều chi phí hơn. Nhiều chi phí hơn đây là gì? Là chi phí nhập hàng. Bạn sẽ phải nhập rất rất nhiều hàng. Cái thứ hai, chi phí đóng gói, bạn sẽ phải mất rất rất nhiều chi phí đóng gói. Thứ ba, bán được nhiều đơn thì chi phí ship hàng cũng mất rất rất nhiều chi phí ship hàng, phải không nào? Vậy nên ở đây bạn hãy tìm ra cho mình nhá, hãy cố gắng tìm ra cho mình một ngách thị trường, một ngách thị trường, các bạn hình dung nhỉ, một ngách thị trường, và tìm ra một cái sản phẩm để đáp ứng cái nhu cầu của cái ngách thị trường đấy thôi. Các bạn yên tâm rằng khi các bạn tìm ra được cái ngách đó thì cái sản phẩm của bạn bán lúc nào giá cũng được cao và lúc nào lợi nhuận nó cũng lớn. Các bạn không cần bán được nhiều hàng, các bạn chỉ cần bán có nhiều lợi nhuận thôi là các bạn sẽ chiến thắng. Vậy nên nỗ lực của các bạn đôi khi không bằng lựa chọn. Hay nói cách khác đơn giản thôi, nói như vậy các bạn sẽ khó hình dung đúng không nào? Nói một cái đơn giản, nếu như bạn đang muốn học chạy quảng cáo trên Facebook, bạn sẽ có hai offer hay thường lựa chọn, đó là thứ nhất, bạn sẽ tự học mày mò thông qua những chia sẻ ở trên internet. Cái thứ hai, bạn sẽ bỏ tiền ra để đi học chạy quảng cáo của một ai đó, đúng không nào? Thì một trong hai offer đấy nó đều đúng hết, nó không sai. Tuy nhiên, nếu như bạn tự chạy, tự mò, tự học, bạn sẽ mất những gì? Bạn sẽ mất thứ nhất, thời gian. Thời gian là thứ quý báu nhất, là thứ hàng hóa đắt đỏ nhất. Và bạn có thể mày mò mất 1 năm, 3 năm, nhưng không bằng ngồi với người đã có trải nghiệm 3 năm, 5 năm, 10 năm. Người ta truyền đạt lại, người ta chia sẻ lại cho bạn cách làm, đúng không nào? Trong vòng 3 giờ. Bạn chỉ cần đi học một người có kinh nghiệm 5 năm, 10 năm, họ sẽ truyền đạt cho bạn toàn bộ những kinh nghiệm, những chia sẻ, những kỹ năng trong vòng 3 năm bạn tự tìm hiểu, bạn sẽ có được điều đấy. Cái thứ hai đó là gì? Bạn sẽ mất cái gì? Bạn sẽ mất rất rất nhiều tiền bởi vì học ngu. Bởi vì sao? Bởi vì không bao giờ có chuyện bạn tự chạy quảng cáo ngay lần đầu tiên bạn đã chiến thắng được, không. Câu chuyện bây giờ là không. Chắc chắn là không. Hình dung không nào? Nếu như câu chuyện này cách đây khoảng 5 năm thì nó lại khác, lúc đấy bạn chạy kiểu gì bạn cũng ăn, nhưng bây giờ thì không, bởi vì có quá nhiều người chạy và khách hàng họ đã cảnh giác với quảng cáo rồi, dẫn đến cái việc là bán hàng thông qua quảng cáo nó càng khó khăn hơn, đúng nào? Còn khi các bạn đi học một ai đó thì các bạn có thể mất cái gì? Thứ nhất, các bạn mất một cục tiền. Việc các bạn tự học, các bạn sẽ không mất tiền, không mất một cục tiền trong một khoảng thời gian ngắn. Nhưng khi các bạn đi học một ai đấy, các bạn sẽ mất một cục tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm, những bài học người ta chia sẻ với các bạn thì học một lần không bao giờ các bạn có thể nắm được hết. Thì khi các bạn mang về các bạn thực hành, các bạn vẫn phải trải qua giai đoạn đó là test tiền ngu, đúng không nào? Test tiền ngu và học tiền ngu. Nhưng xin thưa, nếu như bạn đi học mà bạn học cách xét quảng cáo, tức là xem người ta xét quảng cáo ra làm sao, đặt vị trí quảng cáo ở đâu, target độ tuổi như thế nào, target hành vi sở thích ra làm sao, và bạn bắt chước y xì người ta, thì bạn mãi mãi không bao giờ thành công được trong cái lĩnh vực quảng cáo này. Mà bạn phải đi học cái gì ạ? Cái tư duy. Tại sao người ta lại tìm ra cái target đấy?
tại sao người ta lại tìm ra cái bài viết đấy, tại sao người ta lại tìm ra cái cách đấy để người ta chạy quảng cáo, chứ không phải là người ta chỉ cho bạn chạy quần áo thời trang là bạn phải target từ 18 đến 25 đúng không nào, giới tính là nữ, sở thích quần áo thời trang vân vân, son môi, tất cả những cái sở thích liên quan đến phụ nữ. Không, nếu như người ta chỉ cho bạn như vậy thì người ta đang đưa cho bạn con cá, và bạn máy móc như vậy thì bạn phải hiểu rằng khi một cái loại target mà chia sẻ cho tất cả mọi người thì tất cả mọi người đều áp dụng thì cái sự hiệu quả nó sẽ giảm đi. Hiệu quả nó vẫn còn ở đấy, mình lấy ví dụ hiệu quả là 100%, thì nếu như 100 người áp dụng thì lấy 100 trên 100, tức là mỗi người chỉ có hiệu quả 1% đúng không nào. Nhưng nếu như chúng ta tự tìm ra được một cái target của chúng ta tự tìm ra được một đối tượng khách hàng của chúng ta, hay nói chính xác nhất đó là bạn tự tìm ra cho mình một ngách thị trường riêng của bạn, thì bạn sẽ được 100% cái thị trường đấy, bạn sẽ là con cá lớn nhất trong cái ao đó và bạn sẽ ăn toàn bộ những con cá nhỏ xung quanh, từ đấy bạn sẽ có tiền được không nào. Vậy nên chốt lại ở đây đó là gì, mình muốn nói với các bạn rằng là lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực rất là nhiều, bởi vì lựa chọn đúng sẽ giúp cho các bạn có những cách làm đúng đi nhanh nhất đến thành công, còn lựa chọn sai thì bạn có nỗ lực gấp 5, gấp 10, gấp 100 lần đi chăng nữa thì bạn vẫn đang đi trên một con đường sai, vẫn đang đi trên một con đường vòng và vẫn đang đi trên một con đường dẫn đến đôi bàn tay trắng làm nên cục lợ to đùng. Ok, thì video này xin chia sẻ với các bạn, đặc biệt là những cái bạn mới bắt đầu kinh doanh online ở đây. Nếu như bạn thấy nó đúng với mình và video này có tác dụng với bạn, nó hay với bạn thì hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ và bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những cái video mới nhất bạn có thể nhận được ngay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.